Mỹ nhân Phoebe vừa chăm con vừa chạy deadline, Đông Nhi ti sữa cho ái nữ khi make up, hao hô hút luôn Lisa vào công ty. Đông Nhi. Chuyện tình lãng mạn của Đông Nhi và ông Cao Thắng có kết thúc đẹp bằng một đám cưới như truyện cổ tích. Sau khi về chung một nhà, gia đình nhỏ của đôi trai tài gái sắc có thêm tiếng cười với sự chào đời của cô con gái đầu lòng, bé Winnie. Tuy nhiên, như bao mẹ bỉm khác, Đông Nhi đã phải sớm quay trở lại với công việc dù tiểu công chúa chưa cai sữa mẹ. Và từ đó, khoảnh khắc bận rộn của giọng ca Xin Anh Đừng khi vừa trang điểm, vừa làm tóc, vừa cho bé Winnie ti sữa ra đời. Ngay cả khi đến công ty giải quyết công việc, Đông Nhi vẫn mang theo ái nữ vì cô bé rất bệnh hơi mẹ. Nhiều người hâm mộ bày tỏ sự khâm phục bà xã ông Cao Thắng khi vừa làm việc vừa chăm con gái bé bỏng. Diễm Châu. Diễm Châu chắc hẳn là mẹ bỉm đặc biệt nhất showbiz khi cô chấp nhận làm mẹ đơn thân và chi tiền tỷ để sinh con. Được biết, nữ diễn viên cô gái xấu xí đã chi hơn 1,4 tỷ đồng để thụ tinh nhân tạo cặp song sinh lai tay kháo khỉnh. Cuộc sống bỉm sữa bận rộn vừa chăm con vừa làm việc của Diễm Châu khiến nhiều người nể phục. Trước khi đón cặp song sinh lai tay, Diễm Châu từng phải tất bật với quý tử đầu lòng, bé Khun. Ngoài ra, nữ diễn viên 8X còn nhận nuôi một bé trai khác. Giờ đây, Diễm Châu hết lòng chăm sóc cho 4 người con và tập trung cho công việc kinh doanh online. Hồ Ngọc Hà. Hà Hồ cũng phải đầu bù tóc rối khi vừa chăm cho cặp song sinh Lisa Leon, vừa phải làm việc. Tuy nhiên, nữ hoàng giải trí may mắn hơn khi nhận được sự giúp đỡ của Kim Lý. Dù vậy, Hà Hồ vẫn thừa nhận, sau khi sinh con, cuộc sống đã bận biểu hơn nhiều lần. Cụ thể, Lisa từng được đi làm cùng mẹ. Cô bé diện mẫu đầm xanh nhạt với phần kẻ caro đơn giản, giọng ca gửi người yêu cũ, còn khéo là điệu đà cho con với chiếc khăn phone buộc trên đầu. Item này trở thành món phụ kiện làm tăng độ công chúa cho con gái Kim Lý. Đây là lần hiếm hoi Hồ Ngọc Hà đánh lẻ cùng con gái đi làm. Thường ngày hay bị biểu cảm của cậu em chiếm spotlight, nhưng hôm nay Lisa lại được một mình tỏa sáng, không còn gương mặt nữ hoàng băng giá như mọi lần. Con gái Hà Hồ phấn khích hơn hẳn trong loạt ảnh mới. Dù bận rộn là thế, nhưng hạnh phúc gia đình của Hà Hồ và Kim Lý càng thêm viên mãn từ ngày Lisa và Leon chào đời. Hai nhóc tì nhà Hà Hồ đã hơn 1 tuổi và cực kỳ hiếu động. Không những thế, Subel cũng phụ giúp mẹ và bố dưỡng trong em. Nhờ vậy, cuộc sống của vợ chồng Hà Hồ đỡ bận rộn phần nào. Phi Oanh. Từng là một nữ ca sĩ nổi tiếng của làng âm nhạc Việt, Phi Oanh sau đó chọn nuôi về hậu cung vun vén cho gia đình nhỏ và chăm sóc cho ba nhóc tì đáng yêu. Được biết, con trai lớn của giọng ca Để Cho Em Khóc có tên thân mật là Voi, cô con gái thứ được bố mẹ gọi yêu với cái tên Su, đã hơn 4 tuổi. Năm 2021, gia đình Phi Oanh đón thêm cô con gái út bé Milo. Gia đình nhỏ của mỹ nhân 8X giờ đây lại có thêm tiếng cười. Tuy nhiên, Phi Oanh lại vô cùng bận rộn khi vừa phải chăm con vừa làm việc. Nhiều người hâm mộ không khỏi thán phục nghị lực của giọng ca đồng xanh. Người hâm mộ luôn bày tỏ sự nể phục khi chứng kiến khoảnh khắc những mỹ nhân Phoebe vừa làm việc vừa chăm con. Dù bận rộn đến mấy, nhưng các mẹ bỉm vẫn cố gắng dành nhiều thời gian để o bế, dành cho các con sự ưu tiên hàng đầu. Phải nói tình yêu thương của mẹ dành cho con là vô bờ bến. Nếu các bạn là người đang rất đam mê phim ảnh và cần một nơi để cập nhật tin tức mỗi ngày, thì Điện Ảnh.net là nơi dành cho bạn.